Ngày mùng 3 tháng 2, Thánh Blasio. Thánh Blasio sống vào thế kỷ thứ tư. Có vài người nói rằng Blasio xuất thân trong một gia đình giàu có và được hấp thụ nền giáo dục Kitô giáo. Khi còn trẻ, lúc nào Blasio cũng nghĩ tưởng về những nỗi khổ đau phiền muộn. Rồi dần dà, Ngài bắt đầu nhận ra rằng chỉ có niềm vui thiêng liêng mới thực sự có thể làm cho người ta được hạnh phúc. Blasio làm linh mục, rồi giám mục giáo phận Sabasta ở Armenia. Ngày nay người ta gọi miền đất này là Thổ Nhĩ Kỳ. Với tất cả nhiệt tâm của mình, Blasio ra công hoạt động để bổn đạo của Ngài sống thánh thiện và được hạnh phúc. Blasio cầu nguyện và giảng dạy. Blasio cố gắng giúp đỡ mọi người. Khi nhà cầm quyền Licinio bắt đầu bắt hại các Kitô hữu, Thánh Blasio cũng bị bắt giữ. Ngài bị tống giam và chờ ngày xử trảm. Trên đường phố, người ta tụ tập rất đông để chào vị giám mục thân yêu của họ lần cuối. Blasio chúc lành cho tất cả mọi người, kể cả những người ngoại giáo. Rồi có một bà mẹ nghèo khổ chạy đến Ngài. Này xin Blasio cứu lấy đứa con nhỏ của bà đang bị mắc nghẹt xương cá. Thánh Blasio liền thầm thì cầu nguyện rồi chúc lành cho đứa trẻ. Và Ngài đã làm phép lạ cứu sống đứa trẻ. Đó là lý do tại sao những người mắc bệnh đau cổ họng năng cầu khẩn với Thánh Blasio. Trong ngày mừng lễ kính Thánh Blasio hôm nay, chúng ta hãy xin Ngài chúc lành cho chiếc cổ họng của chúng ta. Hãy xin Thánh nhân phù trợ để khỏi mắc phải những chứng bệnh về họng. Trong lao tù, vị giám mục thánh thiện này đã làm cho nhiều người ngoại giáo trở lại. Không nhục hình tra tấn nào có thể khiến Blasio chối bỏ niềm tin vào Đức Chúa Giêsu. Thánh Blasio bị xử trảm vào năm 316. Giờ đây, Blasio mãi mãi được ở bên Đức Chúa Giêsu. Hôm nay, chúng ta có thể mừng kính Thánh Blasio mà không cần đến bánh kẹo hoặc kem như chúng ta định mừng. Tin mừng đấy.